Vâng, em Ánh xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ. Vừa rồi là cái video quay một đoạn rất là ngắn về đường cũng như là ngõ về một cái căn mà em Ánh sắp gửi tới quý khách hàng nhá. Thì là cái căn đấy là vị trí là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với đường ngõ rất là rộng mọi người ạ. Mọi người có thể ngắm qua một chút về cái đường ngõ ở trước nhà. Cái diện tích là 32m2, xây dựng và thiết kế là 4 tầng. Cái giá chào bán thì rất là rẻ thôi, 1.650.000.000 thôi cả nhà. Sau đây thì là không để mọi người chờ lâu hơn nữa, em sẽ mời mọi người hướng vào phía căn nhà cùng em nhé, xem là cái căn nhà này được thiết kế như thế nào với cái giá 1.650.000.000. Cái cửa chính của ngôi nhà, hướng nhà thì là hướng đông nam, diện tích là 32m, giá chào bán 1.62, mặt tiền của ngôi nhà là 4m. Cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính nhôm Việt Pháp mọi người nhá. Đây chính là phía bên trong của ngôi nhà. Thực ra cái căn nhà này thì em Ánh trước đó khoảng tầm mấy tuần em Ánh có quay một video ngắn rồi. Tuy nhiên thì là hôm đó thì cái nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 chưa hoàn thiện xong. Và hôm nay em Ánh đã hứa với mọi người là có quay lại để gửi tới cô chú cũng như là anh chị, các bạn khách hàng mà còn chưa được xem cái căn nhà này hoàn thiện như thế nào. Thì sau đây xin mời mọi người hướng vào phía phòng khách của ngôi nhà cùng em nhé. Phía phòng khách của ngôi nhà, như mọi người có thể quan sát một chút, thì là về trần thạch cao, đèn led, điện cũng như là gạch ốp lát đều đã được thiết kế hoàn thiện xong 100% hết rồi. Với cái căn nhà này thì chỉ việc xách hành lý về và ở thôi. Vị trí của ngôi nhà thì ngõ trước nhà rất là rộng, có thể để được đỗ được xe ô tô trước cửa. Và cái vị trí của ngôi nhà cách cái chợ dân sinh chỉ tầm khoảng 200m, cách trường mầm non, trường tiểu học phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông chỉ khoảng tầm 700m, cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 4km, cách khu đô thị Đô Nghĩa cũng như là ngã tư Lê Trọng Tấn nó rơi khoảng tầm 3km thôi mọi người ạ. Rất là tiện lợi sinh hoạt để mọi người đi lại và phù hợp với lại vợ chồng trẻ nha mọi người. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà, mọi người có thể quan sát trần thạch cao, đèn led, thiết bị vệ sinh đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Sau đây xin mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em Ánh nhá. Đây chính là phía căn phòng bếp đây. Phòng bếp được thiết kế theo hình chữ L mọi người ạ, cũng khá là rộng. Tuy nhiên thì cái căn nhà này nó diện tích nó chỉ có 32m2 thôi, cho nên là sẽ không chia được phòng khách và phòng bếp riêng biệt nha mọi người. Phòng bếp đây đều đầy đủ mọi cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Tủ bếp cũng như là vòi chậu, vòi rửa, mặt bếp đều được ốp đá đen hết rồi. Và xung quanh bếp thì là được lát gạch 30-60 để chống ẩm, chống nồm cũng như là về cái tính thẩm mỹ thì rất là đẹp. Mời mọi người hướng vào phía cái căn phòng vệ sinh ở dưới tầng 1 giúp em. Nhà vệ sinh phụ đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi rửa, máy bơm. Đó, gạch ốp lát lên tới tận trần mọi người ạ. Gạch ốp lát và gạch nền 30-30, sỏi, vân sỏi mọi người nhá. Sau đây Ánh xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, xem là cái căn nhà này thì được thiết kế như thế nào với cái giá bán chỉ 1.650.000.000 thôi. Mọi người thấy đây, cầu thang, tay vịn cầu thang đi lên là được làm bằng gỗ. Và cầu thang đây được đắp lát đá xanh Bình Định mọi người nha. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế là gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người nha. Hai phòng ngủ thì ở đây, hai phòng ngủ này có một phòng ngủ to và một phòng ngủ nhỏ dành cho hộ gia đình, nếu như mà có các em bé nhỏ sau này thì sẽ ngủ riêng ở bên phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ to đây em Ánh xin giới thiệu tới mọi người đây. Đây chính là cái căn phòng ngủ này. Với cái hướng nhà là hướng đông nam thì rất là mát, rất là thoáng mọi người ạ. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Bên ngoài vì là mặt đường cho nên là cái cửa sổ này là thoáng vĩnh viễn nha mọi người. Được thiết kế cũng được hai lớp. Lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như là về độ an ninh cho ngôi nhà. Ống chờ dây chờ điều hòa và áp chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ hết rồi. Trần thạch cao, đèn led cũng như là sơn ở trên tầng 2 này cũng được thiết bị xong hết rồi. Cái căn nhà này thì thực tế để mà nó chỉ việc dọn đồ về và ở thôi nha mọi người. Cửa thông phòng đây mọi người ạ. Cửa thông phòng được làm là gỗ lim nha mọi người. Đó, mời mọi người hướng sang phía căn phòng thứ 2 cùng em nhé. Cái căn phòng thứ 2 này
thì được thiết kế là một phòng nho nhỏ. Vì cái khổ đất của ngôi nhà, cái diện tích của ngôi nhà nó không quá rộng, nhưng chủ đầu tư cũng cố gắng thiết kế đầy đủ một cái phòng nhỏ nhỏ cho em bé, đầy đủ mọi cái công năng cho một hộ gia đình sử dụng, có đầy đủ các phòng lớn, phòng nhỏ cho các con. Cái căn phòng này cũng đầy đủ về dây chờ, ống chờ cũng như là áp chờ điều hòa nha mọi người. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ. Tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế một phòng vệ sinh. Đây chính là phòng vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người ạ. Đó, đầy đủ về hệ thống sen cây cũng như là bồn cầu lavabo. Đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Cửa của cái nhà vệ sinh thì được làm bằng nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà 1 tỷ 650 triệu thì rất là hợp lý. Cái sổ đỏ của căn nhà này cũng đã đầy đủ và bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng có nhu cầu, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nha mọi người. Cái căn nhà này có thể hỗ trợ lên tới 80% giá trị của cái căn nhà này sau khi ngân hàng định giá nha. Đây chính là phía tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Tầng 3 của cái ngôi nhà này thì được thiết kế gần như tương tự giống với tầng 2. Có một phòng ngủ to và một phòng ngủ nhỏ. Cái phòng ngủ to này kích thước nó cũng rơi khoảng tầm 12-13 mét đấy mọi người ạ. Cho nên là vẫn cứ thoải mái sử dụng. Tính lên tới tầng 3 của ngôi nhà thì là đã có 4 phòng ngủ rồi nha mọi người. 4 phòng ngủ. Với cái căn nhà này thì em Nánh có thể nói về cái ý kiến cá nhân là căn nhà này có thể kinh doanh nho nhỏ một chút. Ví dụ như mở hiệu thuốc này, tạp hóa cũng như là làm nail, mi, móng chẳng hạn vậy tại nhà thì rất là ok mọi người ạ. Có thể kinh doanh nho nhỏ thôi chứ em không phải bảo là đây là cái nhà có thể kinh doanh đỉnh nha mọi người. Đó, đây là cửa thông phòng tầng 3. Hệ thống đèn led giật cấp đầy đủ hết mọi người nha. Trần thạch cao, thiết kế đầy đủ lên trên tới tầng 3 của ngôi nhà. Hướng đông nam thì rất là thoáng, rất là mát. Nhà vệ sinh tầng 3 đây mọi người ạ. Nhà vệ sinh tầng 3 cũng được thiết kế gần như tương tự như tầng 2. Tuy nhiên thay vào bộ sen cây thì là chủ đầu tư sử dụng sen tắm thường. Nhưng mà không sao, về công năng sử dụng thì vẫn là như nhau. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng ngủ thứ tư. Cái căn phòng ngủ này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 7-8 mét thôi mọi người ạ. 7-8 mét thôi. Tuy nhiên thì cái căn này, cái nhà này 4 phòng ngủ mà 2 phòng ngủ nhỏ thì hộ gia đình về cái công năng sử dụng có thể sử dụng tùy theo cái mục đích của mỗi người. Tuy nhiên 4 phòng ngủ cũng vẫn rất là rộng mà mọi người. Và cuối cùng em Ánh xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Xem tầng 4 của cái căn nhà này thì được thiết kế như thế nào, có hợp lý hay không, có đầy đủ mọi công năng sử dụng hay không nhá. Bước lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy đây chính là phần giếng trời để lấy ánh sáng cho khu vực toàn bộ cầu thang mọi người ạ. Giếng trời này mở rộng, rất là rộng, cái ô giếng trời này rất là rộng, rất là sáng. Và tầng 4 của ngôi nhà có một phòng thờ. Có một phòng thờ mọi người ạ, đây. Đây chính là phòng thờ của ngôi nhà, có cửa sổ ở phía bên ngoài để nếu như mà có để lấy ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong cái căn phòng này mọi người nhá. Có hệ thống đèn đầy đủ hết rồi. Cửa đây, cửa thông phòng đều là gỗ hết mọi người nhá. Và cuối cùng, em Ánh xin mời mọi người hướng ra phía sân phơi của ngôi nhà, của cái căn nhà này. Căn nhà này vị trí là thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Em Ánh xin nhắc lại nhá, sổ đỏ căn nhà thì đã đầy đủ hết rồi. Cái sân phơi này rất là rộng cả nhà, rất rất rộng luôn. Cái sân phơi này nó phải rơi vào khoảng tầm hơn 20 mét đấy ạ. Rất là rộng, nếu như mà hộ gia đình nào chủ đầu tư sau này nếu mà chủ nhà có sở thích trồng lan, trồng cây thì đây cũng là một cái ý tưởng vô cùng độc đáo với lại chủ đầu tư, chủ nhà mới nha mọi người. Em Ánh xin nhắc lại một lần nữa về cái căn nhà này. Giá chào bán 1 tỷ 65, hướng nhà là hướng đông nam.
diện tích là 32m, vị trí là thuộc tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nếu như mà quý khách hàng của em, quý cô chú, anh chị cũng như các bạn muốn có thêm những cái thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm cho em một like để ủng hộ em, cũng như là bấm đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút chuông ở bên phải màn hình để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của em Ánh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.